Em ghi xong chưa các em? Chúng ta sẽ quan sát tiếp cho cô hình 8.2. Hình 8.2 để xem coi cái cách di chuyển của thủy tức như thế nào nha các em. Rồi quan sát cho cô cái hình 8.2. Đây. Bạn nào biết được cái cách di chuyển như thế nào nè? Nào, cô mời bạn Thanh Trúc. Dạ cô, là hình A là di chuyển kiểu sau đo, còn hình B là di chuyển kiểu lộn đồng. Hình A là di chuyển kiểu sau đo và hình B là di chuyển kiểu lộn đầu, chính xác nha. Rồi chúng ta ghi hai ý đó vào cho cô luôn nha các em. Di chuyển thứ nhất kiểu sau đo và thứ hai kiểu lộn đầu. Rồi ghi hai ý này vào. Cô sẽ cho chúng ta quan sát một cái hình mà cắt dọc thủy tức. Cái hình này nó không có trong sách giáo khoa, nhưng mà cô sưu tầm được cái hình này, cô sẽ cho mấy em quan sát hình sau đây. Đây là hình ảnh cắt dọc của thủy tức. Em ghi xong chưa? Xong rồi mình qua phần tiếp nha. Đây. Đó. Mấy em nhìn cái lát cắt dọc ở thể thủy tức. Một lá, một hình là cắt dọc, còn một hình nó là cắt theo chiều ngang. Em nhìn thấy rõ hết chưa? Rồi bây giờ chúng ta sang hai la mã cấu tạo của thủy tức nha các em. Trong cái bài này á, thì cái phần tam giác là chúng ta được giảm tải bỏ. Do đó cái mục tam giác là chúng ta không cần học. Không cần làm cái phần mục tam giác đâu các em. Do cái phần 2 này là kêu chúng ta đọc thôi nha. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cái phần 2 này nó có một cái bảng. Nên em nhìn thấy cái bảng này yêu cầu là mình điền vào, nhưng mà trong cái nội dung thì được giảm tải. Do đó cái phần 2 này cô sẽ trình bày để chúng ta thấy rõ về cái cấu tạo chức năng của một số tế bào của thủy tức. Đây mấy em nhìn cái phần này. Thứ nhất, đây là tế bào gai. Đây là tế bào thần kinh. Rồi, tế bào sinh sản. Tế bào mô cơ tiêu hóa. Và tế bào mô bì cơ. Do chúng ta không có cái thông tin để điền mà bắt chúng ta điền thì cũng khó. Do đó là ở đây sẽ được trình bày cho chúng ta quan sát luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem lại một lần nữa nha, xem lại một lần hình ảnh nè. Đây, cô cho xem lại hình ảnh cấu tạo trong thủy tức. Vậy thì đối với cái thành cơ thể đó các em thì nó sẽ có là hai lớp, phải không? Là lớp trong và lớp ngoài. Vậy thì bây giờ lớp trong, lớp ngoài là cái gì và giữa các lớp là cái phần nào? Thì cô sẽ thông tin cho chúng ta biết rõ về cái phần này luôn nha. Lớp ngoài là gồm tế bào gai, tế bào thần kinh, tế bào mô bì cơ. Còn lớp trong là gồm mô cơ tiêu hóa. Giữa hai lớp là tầng keo mỏng. Được chưa? Và cái lỗ miệng là thông với khoang tiêu hóa ở giữa, gọi là ruột túi. Em nhớ được không? Cô nhắc lại lần nữa, mình không ghi bài nha các em. Cái chỗ này mình không cần ghi. Cái này mình chỉ đọc sơ qua thôi chứ mình không cần ghi nha. Còn bạn nào mà muốn lưu thông tin thì chúng ta cũng có thể ghi cái phần này. Rồi chúng ta sang phần 3 la mã nha các em. Sang phần 3 la mã là phần dinh dưỡng. Chúng ta sẽ xem người thủy tức dinh dưỡng bằng cách nào. Cô sẽ cho mấy em quan sát một cái hình ảnh thực tế.
của một cái con thể tích. Đây mấy em nhìn ha. Đó, đây là hình ảnh của thủy tức đưa mồi vào, được chưa? Vậy thì bạn nào có biết được là cái bộ phận nào của trên cơ thể của thủy tức dùng để giết mồi không? Các em nhìn hình ảnh và mấy em có thể thôi cái phần thông tin sách giáo khoa đó. Bạn nào có thể cho cô biết không? Cô mời bạn Tú Văn. Đâu cô, bộ phận của thủy tức mà biết săn mồi là tua miệng. Là tua miệng. Rồi, còn cái bộ phận nào tham gia nữa không các em? Tua miệng là săn mồi, rồi sau đó là nó phải như thế nào, nó phải giết chết con mồi. Vậy thì cái bộ phận tiếp theo tham gia vào nữa, đó chính là tế bào gai. Tế bào gai nó sẽ tham gia giết chết con mồi sau khi mà cái tua miệng đưa vào. Nha. Rồi các em ghi cho cô ý thứ nhất, thủy tức giết mồi bằng tế bào gai. Bắt mồi bằng tua miệng. Nghĩ đầu tiên. Ở cái bảng cô liệt kê cho chúng ta rất nhiều cái tế bào. Ở bảng nãy đó, bảng phần 2 là mã đó. Thì trong các tế bào đó thì tế bào nào là tế bào tham gia vào quá trình tiêu hóa chúng ta biết không? Bạn nào biết không? Mời bạn Hoàng Kim. Dạ thưa cô, quá trình tiêu hóa thực hiện trong ruột túi. Nhờ nhờ tế bào nào em biết không? Nhờ tế bào nào? Rồi. Không bạn này ý kiến. Nhờ tế bào mô cơ nha. Được chưa? Rồi chúng ta ghi cho cô ý thứ hai. Sau khi quan sát thì chúng ta sẽ thấy tế bào tham gia là tế bào mô cơ nha. Đây là cái tế bào để các em nhìn kỹ lại nha. Tế bào ở đây. Rồi vậy ý thứ hai, quá trình tiêu hóa được thực hiện ở khoang ruột nhờ tế bào mô cơ tiêu hóa. Rồi cô sẽ cho mấy em xem cái hình ảnh của ruột túi. Đây mấy em nhìn hình ảnh của ruột túi. Như chưa? Đó, đây là hình ảnh của ruột túi. Chúng ta thấy là thủy tức nó sẽ có một cái lỗ miệng duy nhất và nó sẽ thông ra bên ngoài. Rồi bạn nào có thể cho cô biết là ngoài cái quá trình dinh dưỡng thì thủy tức nó cũng cần hô hấp. Vậy ai biết được là hô hấp của thủy tức bằng cách nào không? Bạn nào biết không? Cô mời bạn Tú Văn. Dạ cô, là thủy tức là chưa có cơ quan hô hấp nhưng là sự trao đổi khí được thực hiện qua thành cơ thể. Dạ hết. Được thực hiện qua thành cơ thể. Rồi, còn chất bã thì được thải qua đâu? Bạn nào biết không? Chất bã thải qua đâu các em? Chúng ta nhớ lại xem thì nó có một cái ruột túi rỗng và nó thông với cái lỗ miệng luôn. Vậy thì chất bã được thải qua đâu nè? Bạn nào biết? Cô mời bạn Thanh Trúc. Dạ cô, là được thải ra từ lỗ miệng. Đúng rồi, từ lỗ miệng. Rồi chúng ta ghi cho cô hai ý, chất bã được thải ra ngoài qua lỗ miệng, còn sự trao đổi khí được thực hiện qua thành cơ thể. Ghi cho cô hai ý tiếp theo nha.
Sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần dinh dưỡng rồi thì bây giờ chúng ta sang phần 4 La Mã là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái phần sinh sản của thủy tức. Cô sẽ cho mấy em xem một cái hình ảnh chụp giống như là người ta đã nghiên cứu bằng kính hiển vi và người ta có được cái hình ảnh chính xác để chúng ta nhìn, chứ không có còn là hình ảnh minh họa giống như sách giáo khoa nữa. Cái hình ảnh thì mấy em nhìn thể rõ nét hơn. Nên chúng ta sang phần 4 La Mã sinh sản. Rồi, mấy em sẽ đọc cái thông tin và mấy em quan sát cho cô cái hình ảnh này. Mới nhìn thì tưởng giống như là một con thằng lằn đúng không? Đây là cái hình ảnh của một con thủy tức. Chúng ta xem cái quá trình sinh sản của nó. Rồi, mấy em xem cái hình ảnh của con thủy tức này. Và kết hợp cái thông tin sách giáo khoa hình 8.1 đó. Nha. Mấy em nhìn vào hình 8.1, giờ mấy em nhìn cái hình ảnh này, người ta chú thích cho chúng ta đây. Nha, cái vị trí này. Nó sinh sản giống như thực vật không các em? Sinh sản bằng cách nào? Bạn nào biết nè. Bạn nào biết thủy tức sinh sản bằng cách nào? Cái này dễ mà các em, chỉ có những bạn này học hoài ta. Kim Tiền Nguyễn Thị, dạ thưa cô, là bằng cách mọc chòi quanh cơ thể. Đúng rồi, bằng cách mọc chòi quanh cơ thể. Em nhìn động vật nguyên sinh nó có cái hình thức sinh sản gần giống với là chúng ta thấy là thực vật nha. Sinh sản bằng cách mọc chòi, phải không? Rồi mấy em sẽ quan sát thêm một cái số hình ảnh sau đây nha. Em ghi cho cô cái ý thứ nhất đi. Sinh sản vô tính bằng cách mọc chòi. Rồi mấy em xem thêm cái hình ảnh này. Đây là cái hình ảnh minh họa thêm để chúng ta hiểu rõ về thể tích. Ngoài sinh sản bằng cách mọc chòi thì nó còn một cái hình thức sinh sản khác nữa qua cái hình ảnh này. Ai biết được qua thông tin hình ảnh này thì nó sinh sản bằng cách nào? Ngoài sinh sản bằng cách mọc chòi thì còn có hình thức sinh sản nào nữa? Bạn nào biết? Mời bạn Bình Minh. Dạ con, ngoài cách sinh sản mọc chòi nó còn sinh bằng cách sinh sản hữu tính. Bằng sinh sản hữu tính, tức là do nó có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta ghi ý thứ hai. Sinh sản hữu tính bằng cách hình thành tế bào sinh dục đực và cái. Rồi, các bạn từng nghe nói đến loài đĩa rồi không? Sống dai như đĩa đúng không? Tức là một con đĩa mà sau khi đã có sự tác động vào, ví dụ như người ta nói là chặt 2, chặt 3 con đĩa thì nó sẽ hình thành ra 2 con mới, 3 con mới. Đúng không? Từ một con đĩa có thể hình thành ra nhiều con đĩa mới là do chặt cái cơ thể nó ra. Chúng ta nghe nói đến đĩa. Thì bữa nay chúng ta sẽ thấy là thủy tức nó cũng có một hình thức sinh sản như vậy các em. Hình thức đó người ta gọi là nước tái sinh. Tức là sau khi mình chặt cơ thể nó ra thì mỗi một cái cơ thể của nó, mỗi một phần cơ thể sẽ hình thành ra một cái con thủy tức mới. Được chưa? Do đó cái quá trình sinh sản, ngoài sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính thì thủy tức nó còn một cái hình thức sinh sản thứ ba. Đây em nhìn ví dụ như con thủy tức này được chặt ra làm 3 khúc nha. Thì mỗi một phần của cơ thể nó, cái phần thứ nhất hình thành ra con, phần thứ hai, thứ ba, nó sẽ sinh ra 3 con mới. Được chưa? Rồi, em ghi ý thứ ba cho cô. Tái sinh từ một phần cơ thể tạo thành lên cơ thể mới.
Rồi. Bây giờ chúng ta xem lại cái phần kết thúc bài của cái tiết sau. Trước khi kết thúc bài thì cô cho mấy em thêm một cái thông tin nữa. Đó là thủy tức, cái nơi sống của nó. Và cái thủy tức này các em lưu ý nó là một cái gì? Nó là một cái nguồn thức ăn dồi dào luôn nha. Thủy tức này nó là thức ăn dồi dào cho các loại cá nha. Nơi sống là thường thường cái nơi nào mà ô nhiễm nhất. Được chưa? Nước ô nhiễm. Rồi bài chúng ta đến đây là hết rồi. Khi mà chúng ta sang cái tiết sau, mấy em sẽ tìm hiểu cho cô cái bài chính, đó là đa dạng của ngành ruột khoang. Là chúng ta sẽ xem cho cô cái phần nào, tìm hiểu cho cô cái phần tiếp theo, đó là phần sứa, phần hải quỳ với phần san hô nha. Rồi chúng ta kết thúc tiết học ở đây nha các em. Rồi cô chào cả lớp. Chủ tịch. Tiếp sau mấy em sẽ xem bài sứa, hải quỳ với san hô nha. Rồi chào cả lớp nha.